con gái ông Thaksin chưa sẵn sàng làm thủ tướng. Paetongtarn Shinawatra, lãnh đạo đảng Pheu Thai cầm quyền, bày tỏ tin tưởng ông Srettha Thavisin sẽ không bị miễn nhiệm và khẳng định bà chưa sẵn sàng trở thành thủ tướng. Bản thân tôi sẽ vận dụng hết khả năng để thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là lãnh đạo đảng và chủ tịch Ủy ban phát triển quyền lực mềm cho đất nước, Paetongtarn Shinawatra ngày 24 tháng 5 nói. Tôi chưa sẵn sàng làm thủ tướng. Bà Paetongtarn cũng nói thêm bà tin rằng Tòa án Hiến pháp sẽ ra phán quyết có lợi cho Thủ tướng Srettha. Sẽ không có chuyện gì với Thủ tướng. Ông ấy sẽ tiếp tục nỗ lực để xử lý các vấn đề kinh tế đang ảnh hưởng tới người dân. Bà Paetongtarn cho biết, 40 thượng nghị sĩ Thái Lan đã đệ đơn yêu cầu miễn nhiệm Thủ tướng Srettha do ông bổ nhiệm Pichit Chuenben, một luật sư từng làm việc cho ông Thaksin Shinawatra và từng ngồi tù, làm Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng trong cuộc cải tổ gần đây. Ông Pichit đã rời nội các để bảo vệ Thủ tướng. Tòa án Hiến pháp Thái Lan ngày 23 tháng 5 chấp thuận đơn kiện của 40 thượng nghị sĩ, nhưng bác bỏ đề nghị đình chỉ chức vụ của ông Srettha trong lúc tòa xem xét vụ kiện. Ông Srettha có 15 ngày để phản hồi về vụ kiện. Nếu ông Srettha bị miễn nhiệm, Thái Lan cần thành lập chính phủ mới. Khi đó đảng Pheu Thai trong liên minh cầm quyền phải đề cử một ứng viên mới cho chức thủ tướng và ứng viên này cần được Quốc hội bỏ phiếu tán thành. Ứng viên sẽ phải nhận được số phiếu ủng hộ quá bán từ 500 hạ nghị sĩ và 250 thượng nghị sĩ trong Quốc hội để trở thành tân thủ tướng. Paetongtarn, 37 tuổi, là con gái út của cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin. Cô gia nhập chính trường năm 2021 và từng là một trong 3 ứng viên thủ tướng của đảng Pheu Thai vào tháng 4 năm 2023. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.